Xin chào mọi người nhé. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng tính năng share video và share like. Ở đây thì mình đăng nhập vào trong tool và cấu hình ở tính năng share và like. Cái này thì mọi người lấy giúp mình cái link của bài viết hoặc là các cái dạng link mà mình muốn share về tường hoặc share đi các group ở trên này nhé. Đơn giản thì mọi người truy cập vào trong Facebook của nick đó. Đây, ở đây thì mình có một cái nick đây. Lúc này thì bạn sẽ lấy một cái nick Facebook ra. Đây. Cái nick Facebook clone này. Mình muốn share bất kỳ một cái bài gì đó ở trong này. Ví dụ share bài này đi. Thì mình kích vào đây và lấy được cái bài viết ra. Đây, link bài viết này mình cho ở đây, hoặc các bạn lấy link share hoặc các cái bài post gì thì chọn tương ứng. Tiếp theo là cấu hình về thời gian ở dưới. Cái này thì là thời gian trước khi share. Trước khi share thì nó sẽ truy cập vào các cái link của các bạn muốn share, là truy cập vào cái link trên này. Nó ở trong đấy khoảng 10 giây thì nó mới share. Các bạn nếu mà xem video thì các bạn có thể để nhiều hơn, như là 40 hoặc 50 giây trước khi share, và sau khi share thì ở lại xem bao lâu đấy thì tương ứng. Ở bên này thì một người cấu hình chọn tương ứng là với cái video ở trên, cái link ở trên á. Link là video thì một người chọn là chọn share video, tương ứng là link mà livestream thì chọn livestream, hoặc link của mình là bài post không ấy thì mình chọn là bài post. Tưởng là chọn hashtag hoặc là reel. Cái hashtag này thì các bạn cần nhập cái tên hashtag đổi ở dưới. Còn không thì khi chọn các loại khác thì nó sẽ không cần tích. Ở đây là nội dung khi share. Khi share thì các bạn muốn ghi nội dung nó là gì thì các bạn điền nội dung vào đây. Nội dung thì bất kỳ thôi. Thường là sẽ liên quan đến nội dung cái bài muốn chia sẻ, hoặc là video muốn chia sẻ, hoặc like muốn chia sẻ. Đó. Ở đây mình sẽ mấy bài liên quan đến nội dung về quần áo. Thì mình ở đây mình ghi là có quần áo đẹp. Cái này bạn có thể copy nội dung từ ngoài vào nhé, để cho dễ. Comment trước khi share. Là trước khi share thì các bạn sẽ có thể truy cập vào cái link này và comment một cái câu gì đó bất kỳ ở bên trong. Rồi, xuống phần tiếp theo. Phần volume này mọi người có để chế độ off nhé. Tiếp theo là active. Tất nhiên là active ở đây thì có nghĩa là cái nó sẽ kích hoạt cho phép chạy các cái tính năng của bài viết này để có thể share. Mọi người lưu ý cái nút active này thì luôn để chế độ tích nhé. Tiếp theo, like trước khi share là mình có thả like vào cái bài này trước khi mình share nó hay không. Thì thường là các bạn nên để tích like. Chuyển sang mục tiếp theo đó là insert cái comment và cái icon vào đây, thì là nó sẽ thêm random một cái icon và cái comment bất kỳ. Vô comment ở đây thì nó sẽ random một cái biểu tượng gì đó để tránh bị gọi là spam ấy các bạn. Thì là nhiều nick vào nó sẽ comment được các nội dung khác nhau. Tiếp theo là random cái biểu cảm, có thể like, ha, hoặc là phẫn nộ hay là tim gì đấy, thì các bạn chọn vào đây, nó sẽ random được cái icon mà thả vào cái bài. Tiếp theo là một người quan tâm đến, đó là share group hoặc share vào tường hay là share story. Thì cái này là tùy mục đích của từng người. Nếu các bạn chọn share group thì các bạn sẽ quan tâm đến cái cấu hình ở phía dưới. Còn nếu không, chỉ share vào tường hoặc là share story á, thì các bạn chỉ việc tích chọn vào mục muốn share, là muốn share lên tường cá nhân hay là muốn share vào lên story của bản thân. Đó. Cái đấy, hai mục này thì tích chọn. Tiếp theo thì mình sẽ quay lại cái quan trọng là share vào group. Share group thì đầu tiên là mọi người chọn về cấu hình thời gian. Cái này delay
trong quá trình sau khi gửi xe đi khoảng bao nhiêu giây? Từ 10 giây đến 15 giây. Số lượng xe thì tùy thuộc vào danh sách group của các bạn ở dưới. Các bạn muốn xe bài đấy bao nhiêu lần thì là cấu hình xe ở đây từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Ở đây thì đầu tiên là chọn only search theo các cái group mà không kiểm duyệt. Random xe là nó sẽ tự động xe vào các cái group của các bạn, của cái chính cái nick đấy đã tham gia những group nào rồi thì nó sẽ lấy được các danh sách các group đấy ra và random một trong các cái group đấy hoặc tùy theo số lượng xe ở trên để đi xe. Tiếp theo, nếu xe vào các cái group chỉ định thì các bạn cấu hình giúp mình ở trong này. Các bạn kích chọn vào xe to group by ID list. Ở đây thì mình sẽ điền ID của các cái group đó. Việc này thì là xe vào các group chỉ định thì các bạn cần lấy ID của cái group đấy ra và điền theo danh sách vào đây. Sau khi đó thì ấn OK. Đó. Tiếp theo là chọn vào ô remove group sau khi xe thì cái này chỉ áp dụng cho cái xe list này. Tức là ở đây mình có rất nhiều các cái danh sách UID như này. Thì sau khi cái nào được xe xong ở trong này thì nó sẽ xóa đi. Còn nếu các bạn không muốn xóa group đó đi mà cứ để nick nào cũng xe được vào thì mình bỏ chọn. Còn chọn thì sẽ là xóa cả dần lần lượt các cái danh sách trong này đi. Nó lấy được cái nào ra rồi thì nó sẽ xóa đi nhé. OK, sau đó thì các bạn ấn xếp lại và tích chọn và start là có thể chạy được rồi. Đó là tất cả những cấu hình về cái việc đi xe bài trong quá trình chạy hoặc là cài đặt gặp sự cố gì thì các bạn cứ nhắn trực tiếp qua Zalo hoặc là comment dưới video này để được bên mình hỗ trợ. Cảm ơn tất cả các bạn.